Chào mừng bạn đến với Ai là triệu phú. Câu hỏi 1. Cao trào cách mạng mà Đảng ta phát động ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945 mang tên gì? 1. Khởi nghĩa giành chính quyền. 2. Đánh đuổi phát xít Nhật Pháp. 3. Kháng Nhật cứu nước. 4. Tổng động viên. Chúc mừng, bạn đã trả lời đúng. Câu hỏi 2. Nền văn hóa của dân tộc Mường tập trung nhiều nhất ở địa phương nào ở nước ta? 6. Sơn La. 7. Lạng Sơn. 8. Hòa Bình. 9. Thái Bình. Bạn đã trả lời đúng.